Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn ngữ văn lớp 6 qua sách bài tập. Và bây giờ mời các em mở sách bài tập môn ngữ văn lớp 6 tập 1, trang 15. Hai la mã bài tập tiếng Việt. Ở đây các em có thể theo dõi toàn bộ video về sách bài tập ngữ văn lớp 6 được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Trước hết là các em vào bài tập số 1. Tức là bài tập 2 sách giáo khoa. Mỗi từ ghép dưới đây được tạo ra bằng cách nào? A là ghép các yếu tố có nghĩa gần nhau hoặc giống nhau, ví dụ như là núi non. B là ghép các yếu tố có nghĩa trái ngược nhau, ví dụ là hơn kém. Ở đây chúng ta nhận xét các từ ghép mà đề bài đưa ra. Chúng ta biết là giữa các yếu tố trong mỗi từ ghép thì nó có mối quan hệ về nghĩa. Chẳng hạn như là quan hệ giữa làng và xóm trong từ làng xóm là quan hệ giữa hai yếu tố gần nghĩa. Ở đây làng và xóm nó có nghĩa gần giống như nhau, tức là quan hệ giữa hai yếu tố gần nghĩa. Còn quan hệ giữa trước và sau trong từ trước sau là quan hệ giữa hai yếu tố có nghĩa trái ngược nhau. Trước và sau là trái ngược nhau. Trên cơ sở đó, ta thấy các từ ghép đã cho được tạo ra theo những cách sau. Cách thứ nhất là gần nghĩa hoặc là giống nhau. Cách thứ hai là nghĩa trái ngược nhau. Được chưa? Câu A. Ghép các yếu tố có nghĩa gần hoặc giống nhau như là làng xóm, tìm kiếm. Tìm và kiếm thì nó có nghĩa là giống nhau, tìm một vật này hay là kiếm một vật nào đó. Rồi bờ cõi, bờ với cõi nó có nghĩa gần nhau. Tài giỏi, tài với giỏi nó có nghĩa giống nhau. Rồi hiền lành, hiền với lành, hiền lành. Non yếu, trốn và tránh hay là dẫm và đạp thì nó có nghĩa gần, gần nhau hay là tương tự nhau. B là ghép các yếu tố có nghĩa trái ngược nhau. Ví dụ như là ngày trái ngược với đêm, ta có từ ngày đêm. Trước trái ngược với sau, trên trái ngược với dưới, đầu trái ngược với đuôi, được trái ngược với thua, phải trái ngược với trái. Được chưa? Tiếp theo là các em sang bài tập số 2, tức là bài tập số 3 trong sách giáo khoa. Yếu tố nào trong mỗi từ ghép dưới đây thể hiện sự khác nhau giữa các món ăn được gọi là bánh? Xếp các yếu tố đó vào nhóm thích hợp. Nhóm A là chỉ chất liệu để làm món ăn, ví dụ như là bánh nếp. Bánh nếp thì từ nếp này là chỉ chất liệu là món bánh. B là chỉ cách chế biến món ăn, ví dụ như là bánh rán, thì từ rán này là chỉ cách chế biến món ăn, tức là bằng cách rán lên. C là chỉ tính chất của món ăn, ví dụ như là bánh dẻo, thì từ dẻo này chỉ tính chất của món bánh. D là chỉ hình dáng của món ăn, ví dụ như là bánh gối. Bánh gối, từ gối là thể hiện là hình dáng của chiếc bánh, nó giống như là cây gối, gọi là bánh gối. Rồi như vậy là chúng ta có thể trả lời như sau. Phân tích các từ ghép đã cho, có thể thấy mỗi từ đều có yếu tố chung. Đứng trước là bánh và yếu tố riêng, tức là khác nhau. Đứng sau, nêu tên cụ thể của từng loại bánh. Vậy yếu tố riêng đứng sau, nêu tên cụ thể từng loại bánh chính là yếu tố thể hiện sự khác nhau giữa các loại bánh. Cụ thể là chúng ta có thể xếp yếu tố thể hiện sự khác nhau giữa các loại bánh vào các nhóm như sau. A là chỉ chất liệu làm bánh, ví dụ như là bánh tẻ, bánh khoai, bánh khúc, bánh đậu xanh, bánh cốm, bánh tôm, đúng không? Tức là chất liệu làm bánh là gạo tẻ này, là khoai này, rồi là
đậu xanh này, cốm này, hay là tôm. B là chỉ cách làm, tức là cách chế biến ấy. Bánh nướng thì chúng ta chế biến bằng cách là nướng lên. Rồi C là chỉ tính chất của bánh. Ví dụ như bánh này nó rất là xốp, ta có bánh xốp này. C là chỉ hình dáng của chiếc bánh như là bánh tay voi, nó giống hình cái tay voi, bánh bèo. Rồi tiếp theo là các em sang bài tập số 3. Tìm thêm một số từ ghép tả. A là màu đỏ, ví dụ như là đỏ au, đỏ au, đỏ chói. B màu xanh, ví dụ như là xanh ngắt, xanh ghép với ngắt thành xanh ngắt, xanh lơ, xanh biếc. C là màu trắng, ví dụ như là trắng muốt, trắng xóa. Rồi cụ thể đây chúng ta có thể làm bài này như sau. Trước hết là câu A, màu đỏ thì ta có là ta ghép với từ đỏ, ta được các từ là đỏ au này, đỏ chói này, đỏ tươi, đỏ rọi. B là màu xanh, chúng ta có thể ghép với từ xanh như là xanh biếc, xanh ngắt, xanh lơ. C là màu trắng này, trắng muốt, trắng xóa. Rồi tiếp theo là các em sang bài tập số 4. Xếp từ lái trong các câu dưới đây vào nhóm thích hợp. A là gợi tả dáng vẻ, trạng thái của sự vật. Ví dụ như là lom khom, dáng vẻ lom khom. B là gợi tả âm thanh, ví dụ như là ríu rít. Thì trong các câu trên, chúng ta nhận thấy là từ lái trong các câu đã cho là thứ nhất là lủi thủi này, đây là nái vần ui ui, nái vần ui đúng không, rười rượi này, nái vần ươi này, rồi véo von này, véo von, đây là nái âm đầu âm vờ, rón rén, nái âm đầu âm rờ, được chưa. A là gợi tả dáng vẻ trạng thái của sự vật như là lủi thủi, dáng vẻ lủi thủi một mình, rười rượi, buồn rười rượi, rón rén, dáng vẻ rón rén. B là gợi tả âm thanh véo von, nghe rất là véo von, được chưa? Rồi tiếp theo là các em sang bài tập số 5. Ghép các từ lái ở cột bên trái với nghĩa tương ứng ở cột bên phải. Từ lái cột bên trái, nghĩa tương ứng ở cột bên phải. Một là ha hả. Ha hả là lái âm đầu, âm hát. Khanh khách là lái âm đầu, là âm khờ. Ha hả khanh khách là gợi tả tiếng cười. Tiếng cười ha hả, tiếng cười khanh khách. Hai là lý nhí oang oang. Lý nhí là lái. Lấy vần y, lấy vần y, lý nhí. Oang oang là lấy vần oang. Lý nhí oang oang là thể hiện gợi tả tiếng nói. Tiếng nói lý nhí không ai nghe thấy. Rồi tiếng nói oang oang nghe điếc hết cả tai. Ba là rì rào ù ù, rì rào ù ù. Rì rào là lấy âm đầu âm r nha. Ù ù là lấy vần u. Rì rào ù là gợi tả gì? Gợi tả tiếng gió thổi. Bốn là tí tách. Tí tách là lái âm, âm đầu, âm tờ. Lộp độp là lái vần. Ô và ốp. Lái vần ốp. Tí tách lộp độp là gợi tả tiếng mưa rơi. Gợi tả tiếng mưa rơi. Năm là ồ ồ. Lái vần, vần ô này. Róc rách là lái âm đầu, âm rờ. Ồ ồ róc rách là gợi tả tiếng nước chảy, được chưa? Tiếp theo là các em sang bài tập số 6. Rồi tiếp theo là các em sang bài tập số 6, chỉ ra đặc điểm chung về cấu tạo và nghĩa của các từ lái trong mỗi dãy dưới đây. Đặc điểm chung về cấu tạo và nghĩa. A là bập bềnh, lấp ló, lập lòe, nhấp nhô. B là nặng nặng, nhẹ nhẹ, đo đỏ, trăng trắng. Rồi trước hết là ý A này. Bập bềnh này, lấp ló,
lập lòe nhấp nhô. Về cấu tạo thì đây đều là các từ lái phụ âm đầu. Lái phụ âm đầu, bập bềnh là lái phụ âm đầu âm bờ, lấp ló là lái âm lờ, lập lòe lái âm lờ, nhấp nhô là lái âm nhờ. Yếu tố đứng trước tức là yếu tố lái đều chứa vần ấp. Đó, yếu tố lái này, bập bềnh này chứa vần ấp này, lấp ló chứa vần ấp này, lập lòe chứa vần ấp này, nhấp nhô chứa vần ấp. Về nghĩa thì các từ lái trong dãy đều chỉ trạng thái không ổn định của sự vật khi xuất hiện, khi ẩn đi. Trạng thái không ổn định khi xuất hiện, khi ẩn đi của sự vật. Ví dụ như là bập bềnh. Bập bềnh là trạng thái không ổn định. Rồi lấp ló. Lấp ló trạng thái không ổn định. Lập lòe tức là nó không rõ ràng, không ổn định. Nhấp nhô, được chưa? Tiếp theo là B. Nặng nặng, nhẹ nhẹ, đo đỏ, trăng trắng. Thì về cấu tạo, đây đều là các từ lái hoàn toàn có biến đổi thanh điệu ở yếu tố thứ nhất, tức là yếu tố lái. Nặng nặng tức là lái cả phụ âm đầu và lái vần, á ngờ ăn. Ở đây có sự biến đổi thanh điệu là ở yếu tố thứ nhất là thanh huyền. Sang tiếng thứ hai là biến đổi thành nặng, được chưa? Nhẹ nhẹ lấy hoàn toàn này, lấy phụ âm đầu là âm nhờ này, lấy vần là vần e này, có sự biến đổi thanh điệu ở yếu tố thứ nhất là thanh huyền này, thanh nặng này, đo đỏ này, đo đỏ cũng vậy, trăng trắng cũng vậy nha. Rồi về nghĩa thì các từ lái trong dãy đều chỉ đặc điểm có mức độ thấp hơn so với đặc điểm nêu ở từ đơn tương ứng. Chẳng hạn là nặng nặng. Nặng có nghĩa là một vật nó nặng. Nhưng nặng nặng thì có nghĩa là hơi nặng. Được chưa? Đo đỏ. Đỏ là chỉ màu đỏ. Nhưng đo đỏ có nghĩa là hơi đỏ. Nhẹ nhẹ. Nhẹ thì là có nghĩa là nhẹ. Một vật nó rất là nhẹ. Nhưng nhẹ nhẹ thì có nghĩa là hơi nhẹ. Trăng trắng. Trắng là màu trắng. Nhưng trăng trắng thì có nghĩa là hơi trắng thôi. Được chưa? Tiếp theo em sang phần ba la mã bài tập viết. Một, khi viết bài văn kể lại một chuyện truyền thuyết hoặc cổ tích, không cần lưu ý ở điểm nào? Rồi trước hết là khi chúng ta viết bài văn kể lại một chuyện truyền thuyết hoặc cổ tích thì chúng ta cần lưu ý, thứ nhất là lựa chọn chuyện truyền thuyết hoặc cổ tích để viết bài kể lại. Thứ hai là các em phải xác định nội dung chính, từ đó lập dàn ý cho bài văn. Và thứ ba là không chép lại nguyên văn toàn bộ câu chuyện trong sách. Còn ở đây yếu tố bám sát câu chữ này, trung thành với văn bản chuyện đã đọc, thì ở đây chúng ta không cần phải lưu ý nha. Không cần phải lưu ý. Em chọn ý C. Chúng ta không cần phải bám sát câu chữ, trung thành với văn bản chuyện đã đọc. Tiếp theo là các em sang bài 2. Lập dàn ý cho đề văn. Hãy kể lại một chuyện truyền thuyết hoặc chuyện cổ tích mà em yêu thích. Thì ở đây các em có thể chọn một chuyện truyền thuyết hay là một chuyện cổ tích mà các em yêu thích để các em lập dàn ý nha. Thì cụ thể ở đây là các em sẽ tham khảo kể lại chuyện Sự Tích Hoa Cúc. Thì khi lập dàn ý của một bài văn kể chuyện thì các em nhớ là có 3 phần. Một là phần mở bài, hai là phần thân bài và ba là phần kết bài. Phần mở bài thì các em giới thiệu về câu chuyện, cụ thể đây là câu chuyện Sự Tích Hoa Cúc. Hai là phần thân bài. Phần thân bài thì các em sẽ liệt kê ra những ý chính. Như là ngày xưa có một cặp mẹ con nghèo khó nhưng sống bên nhau êm đềm. Không may người mẹ bị bệnh nặng, không thuyên giảm. Người con rất lo lắng và thương mẹ. Rồi, tiếp theo là thấy tấm lòng hiếu thảo của người con thì Phật đã biến thành một ông lão, tặng cho người con đóa hoa cúc 5 cánh, dặn đem về chăm sóc. Hoa có bao nhiêu cánh mẹ sống được chừng ấy năm. Thấy hoa chỉ có 5 cánh thì người con đã xé vụn từng cánh cho đến khi không còn đếm được nữa. Thì kể từ đó người mẹ khỏi bệnh và hai mẹ con sống với nhau hạnh phúc. Rồi tiếp theo là cuối cùng là phần kết bài. Thì phần kết bài các em nêu ý nghĩa của câu chuyện.
Rồi ở đây là các em có thể chọn một câu chuyện truyền thuyết hoặc cổ tích khác để các em lập dàn ý nha. Thì cách lập dàn ý tương tự như là câu chuyện này, bao gồm 3 phần này: mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài là giới thiệu câu chuyện. Phần thân bài thì các em sẽ liệt kê những ý chính ra, và phần kết bài thì các em nêu ý nghĩa của câu chuyện. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Và xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.